Sân khấu có sự xuất hiện của doanh nhân Kim Loan là bởi vì chiều nay có một trường hợp đột xuất như thế này. Một cái câu chuyện rất là cảm động và có thể nói chỉ có những tình yêu thương của con người mới có thể chia sẻ cho nhau để vượt qua những cái khổ đau riêng trong cuộc đời đầy bất hạnh. Chúng tôi muốn giới thiệu với tất cả quý vị trường hợp của chị Yến bán vé số. Có một người chồng đi làm xa và đã bị gặp tai nạn xe, mất 2 tháng ở Cần Thơ mà chị hoàn toàn không biết. Và bệnh viện cũng đã chôn cất chồng chị xong rồi thì chị lướt trên Facebook mới thấy cái người mất 2 tháng vừa qua đó cũng là người thất lạc của mình, là chồng của mình. Và chị rất là đau buồn, nhưng hiện nay đau buồn hơn là đối với người sống là chị phải vất vả cưu mang người mẹ ruột và người mẹ chồng của mình, cả hai đều già và trong đó có một người bị liệt. Thì với cái thu nhập từ việc bán vé số phải nói là quá là khó khăn với chị Yến. Thì trường hợp này đã đến tay chị Kim Loan và trong giờ phút này chị có mời đến luôn cả chị Yến và người mẹ của mình. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời chị Yến và người mẹ của mình tiến về sân khấu để nhận phần hỗ trợ 20 triệu đồng của chị Kim Loan. Và trân trọng kính mời chị Như Thủy, chủ tịch hội đồng hương tỉnh Sóc Trăng sẽ cùng với chị Kim Loan trao phần quà này thay cho những lời chúc và chia sẻ đến cho gia đình của chị Yến. Xin được kính mời chị Yến và người mẹ của mình. Và hiện nay thì có thêm 8 ca mổ nữa cũng vừa báo với chị Kim Loan, và chị Kim Loan đã nhờ anh xui của mình liên hệ với bệnh viện để cho những cái hóa đơn và chị sẽ trang trải tiền viện phí cho 8 trường hợp này. Và phần công đức này thì chắc chắn thân phụ của chị cũng sẽ vô cùng hạnh phúc. Dạ, bà có muốn nói gì trong giờ phút này không ạ? Dạ, đã xin được cảm ơn chị Kim Loan và xin mời hai người ở lại sân khấu. Chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời đại diện của năm ấp sẽ nhận phần quà tiếp theo của chị Kim Loan. Đó chính là ấp Châu Thành sẽ nhận 50 xuất quà và 100 cột cờ được trao bằng tiền mặt. Đại diện của ấp Thạnh Lợi, Hòa Mỹ, Vĩnh Xuyên và Chợ Cũ xin được trân trọng kính mời đại diện của năm ấp cùng tiến về sân khấu. Chúng tôi xin được kính mời đại diện của năm ấp Châu Thành, Thạnh Lợi, Hòa Mỹ, Vĩnh Xuyên và Chợ Cũ. Chúng ta nhân chân tiến về sân khấu cho chương trình của chúng tôi. Vì ngày hôm nay chỉ phát hàng ngàn phần quà, vì vậy mà thời gian cũng có hạn, mong tất cả quý vị nhân chân ạ. Dạ, xin mời đại diện ấp Châu Thành sẽ nhận 50 xuất quà và 100 cột cờ được chia ra bằng tiền mặt. Xin được mời ấp Thạnh Lợi, Hòa Mỹ, Vĩnh Xuyên và Chợ Cũ 50 xuất quà. Kính thưa tất cả quý vị, đối với những người con Phật thì trong cái năm ngày hàng năm vào tháng 7 âm lịch, việc hồi hướng những thiện nguyện của mình để hồi hướng cho cụ Huyền Thất Tổ và cha mẹ đã quá vãng là một phần công đức rất là tuyệt vời. Và chính vì vậy mà hàng năm chị Kim Loan luôn luôn làm chương trình này tại quê hương của mình để chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh của bà con. Quý vị ơi, chúng ta hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn à để chúc mừng cho năm ấp và cũng như là sự chia sẻ từ trái tim nhân ái của chị Kim Loan. Xin được cảm ơn bà Như Thủy rất nhiều. Và giờ đây thì chị Kim Loan cũng móc món quà tặng cho chị Như Thủy. Dạ, xin được cảm ơn chị Như Thủy đã đến đây chia sẻ và tham dự đám giỗ của thân phụ chị Kim Loan. Xin được chúc mừng năm ấp của chúng ta đã nhận sự chia sẻ này. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và tiếp theo chương trình, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Đặng Văn Phương, chủ tịch huyện Mỹ Xuyên sẽ trao 100 xuất quà cho người nghèo. Và xin được mời chủ tịch phường 10 thành phố Sóc Trăng, chúng ta sẽ trao phần quà này.
Và khi được xướng tên thì chúng tôi cũng mong tất cả quý vị hãy nhanh chóng tiến về sân khấu, vì chương trình của chúng ta ngày hôm nay cũng rất là dài và nhiều phần quà. Xin được trân trọng kính mời ông Đặng Văn Phương ạ, Chủ tịch huyện Mỹ Xuyên. Xin được trân trọng kính mời Chủ tịch. Dạ, xin mời Chủ tịch của phường 10. Dạ, xin mời Chủ tịch của phường 10. Dạ, khi nghe xuống tên quý vị cũng nhanh chóng lên sân khấu cùng với chúng tôi ạ. Và đây là phần quà dành cho 100 suất người nghèo mà chị Kim Loan gửi đến cho phường 10. Xin được cảm ơn ông Đặng Văn Phương. Và đây là món quà mà chị Loan tặng cho anh Phương khi mà đến đây tham dự ngày giỗ của thân phụ chị. Dạ, xin cảm ơn rất là nhiều. Và bây giờ em xin được mời chị ở lại sân khấu luôn, bởi vì trong giờ phút này chị sẽ là người trao cho Bệnh viện Mỹ Xuyên đại diện 500 kg gạo, 100 cái mùng và 200 cái áo gói. Xin mời đại diện Bệnh viện Mỹ Xuyên ạ. Kính thưa quý vị, chị có đến Bệnh viện Mỹ Xuyên và chị có nói là bệnh viện thì các bệnh nhân nằm ngủ thì mùng gối không có đạt tiêu chuẩn về sức khỏe, cho nên là chị phát tâm gửi đến cho Bệnh viện Mỹ Xuyên. Xin một tràng vỗ tay cho chị Kim Long của chúng ta. Và trong giờ phút này xin được trân trọng kính mời Thiếu tướng Hàn Nghĩa Lộ sẽ thay mặt cho chị Kim Loan để trao cho đại diện của chùa Phước Lâm 500 kg gạo, 200 thùng mì chay, 50 cái mùng và một. Dạ quý vị ơi, vỗ tay thật lớn à. Dạ, bởi vì thật là phước báo cho chị Kim Loan, vì hôm nay có sự chứng minh của chư Tôn Đức đã đến đây để nhận phần công đức, ghi nhận tình cảm cúng dường của chị. Đó là một điều vô cùng quý báu. Con xin chúc quý thư thành tựu trong mùa Vu Lan ạ. Và xin được trân trọng kính mời ông Huỳnh Văn Tươi, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban tỉnh Long An, sẽ trao cho đại diện chùa ông lớn 100 kg gạo và 20 thùng mì, cùng với chùa Thế Hưng 100 kg gạo và 50 thùng mì. Xin được trân trọng cung thỉnh đại diện của hai chùa. Dạ. Dạ, xin được trân trọng kính mời ông Huỳnh Văn Tươi, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban tỉnh Long An. Dạ, xin mời ạ. Dạ, chúng ta không có nhiều thời gian. Dạ, chúng con xin được cảm ơn sự chứng minh của sư cô cũng như là đại diện của các tự viện đã đến đây tại nhà của chị Kim Loan, và xin được mời anh Tươi sẽ nhận cái phần quà của chị Kim Loan gửi tặng cho anh ngày hôm nay đến đây ạ. Dạ, xin cảm ơn chị Kim Loan rất nhiều. Xin được cảm ơn ông Huỳnh Văn Tươi. Xin được cảm ơn sư cô và đại diện của chùa. Xin được trân trọng kính mời bà Võ Kim Truyền, Bí thư tỉnh đoàn Sóc Trăng. Xin được mời đại diện xã Ngọc Đông nhận 20 xuất quà. Yes. Mời đại diện xã Ngọc Đông ạ. Giờ một tràng vỗ tay thật lớn quý vị ơi. Xin được cảm ơn bà rất là nhiều.
luôn luôn đồng hành với doanh nghiệp Kim Loan trong các chương trình thiện nguyện. Xin được cảm ơn bà, và giờ đây thì bà cũng sẽ nhận một phần quà của chị Kim Loan gửi tặng nha. Dạ xin được cảm ơn bà Võ Kim Truyền. Xin được cảm ơn đại diện xã Ngọc Đông cũng đã chia sẻ và nhận 20 phần quà để về chia cho bà con của mình. Và trong giờ phút này chúng ta sẽ cùng đến với một tiết mục biểu diễn văn nghệ để thay đổi không khí. Và một nam nghệ sĩ trẻ mà vừa qua thì Kim Loan đã nhận là con nuôi để có thể có những cái điều kiện tốt hơn trên con đường nghệ thuật của mình, bởi vì chị rất là yêu mến nghệ thuật cải lương truyền thống của Nam Bộ ta. Và xin được mời tất cả quý vị hãy cùng chào đón một chàng trai đã bước vào vòng chung kết tiếp theo của chương vàng vọng cổ 2020 năm nay, nam nghệ sĩ Nhật Nguyên.